Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Điều kiện để siêu trung vệ gia nhập MU. MU phát triển hục với bom tấn của Ryan. Casemiro có thể phá hỏng kế hoạch chuyển nhượng của MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Điều kiện để siêu trung vệ gia nhập MU. Gara Bronwet khẳng định bản thân là một trong những tiền vệ trẻ hay nhất ngoài Anh, Anh ở thời điểm hiện tại. Chỉ với 21 tuổi nhưng trung vệ người Anh đã trở thành trụ cột nơi hàng thủ của Everton. Với màn trình diễn chắc chắn, Bronwet nhanh chóng trở thành mục tiêu của nhiều câu lạc bộ lớn, đặc biệt là Manchester United. Đội chủ sân Old xem sao trẻ người Anh là mục tiêu hàng đầu để giúp họ ra cố hàng thủ. Chính vì vậy, quỷ đỏ đã đẩy nhanh các cuộc đàm phán và chốt điều khoản cá nhân với Bronwet. Tuy nhiên, họ vẫn vấp phải những trở ngại từ phía Everton khi đại diện vùng Merseyside yêu cầu mức phí lên đến 70 triệu bảng cho thương vụ này. Theo nguồn tin từ David McDonnell, Man United tự tin họ có thể hoàn tất chuyển nhượng Rara Bonwet một cách nhanh chóng, nhưng chỉ khi Everton thực tế về mức giá họ yêu cầu đối với học vệ này đội chủ sân Old Trafford sẽ không cố chấp đáp ứng số tiền của đối tác trong trường hợp các cuộc đàm phán trở vào bế tắc, họ sẽ tìm kiếm mục tiêu phù hợp hơn. Mẫu U phát tiền ục với bom tấn của Ryan, mẫu U đang lên kế hoạch cho mộ tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid với mức giá có thể bằng tiền ục chuyển nhượng ở ngoài Anh. Quỷ đỏ được cho là đang tìm cách ký hợp đồng với hai tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nhằm hỗ trợ cho Raúl Hamún và Marcus Rashford. Quỷ đỏ được cho đang tìm cách ký hợp đồng với hai tiền đạo mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này nhằm hỗ trợ cho Raúl và Marcus Rashford. Vinicius Junior là cái tên không cần tốn quá nhiều thời gian trinh sát khi cầu thủ người Brazil này đã đóng góp 18 bàn thắng và 8 đường kiến tạo trên mọi đấu trường cho Real Madrid mùa này. Tuy nhiên, có những tin đồn rằng sự xuất hiện của Kylian Mbappe theo dạng chuyển nhượng tự do từ Paris Saint-Germain có thể gây ra xích mích nội bộ. Từ đó, Vinicius có thể bị loại khỏi đội hình chính của Real Madrid. Casemiro có thể phá hỏng kế hoạch chuyển nhượng của MU. MU trải qua mùa giải 2023-2024 không thể kém cỏi hơn. Thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag đã phá vỡ mọi kỷ lục tồi tệ hàng tiền vệ một lần nữa trở thành cơn ác mộng. Ở đó, Casemiro thực sự sa sút và không còn là một tiền vệ đẳng cấp hàng đầu. Casemiro ít nhất không cho thấy sự ổn định trong mùa giải này. Rõ ràng, tiền vệ người Brazil đã mất đi tốc độ và sự chính xác cần thiết. Những pha bóng của Casemiro không cho thấy sự hiệu quả. Với phong độ lao dốc tệ hại, không ngạc nhiên khi cú sốc đến với Casemiro. Cụ thể, cựu tiền vệ của Real Madrid bị gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Brazil dự Copa America 2024. Ngoài ra, MU còn lên kế hoạch bán đất Anh trong mùa hè năm 2024. Các đại gia Hoàng Anh đang lên kế hoạch thâu tóm những tên tuổi sắp hết hạn hợp đồng ở Hoàng Anh. Casemiro cùng với Mohamed Salah, Kevin De Bruyne cũng được săn đón. Việc Casemiro sang Trung Đông sẽ giúp Man United thu về số tiền khá khá, đồng thời giảm một gánh nặng quỹ nương. Tuy nhiên, đã xuất hiện thông tin cho rằng Casemiro đang bí mật đàm phán với Bayern Munich để ở lại châu Âu chơi bóng. Nếu điều này là thật sự, Casemiro chắc chắn sẽ phá hỏng kế hoạch chuyển nhượng của Quỷ Đỏ. Bayern Munich không chỉ quá nhiều tiền cho thương vụ này, chưa kể câu lạc bộ Đức cũng không muốn trả lương quá cao. Khi ấy, Man United khó lòng bán Casemiro được giá. MU đang yêu cầu mức phí 30 triệu bảng cho Casemiro nhưng Bayern em sẽ không đồng ý. Chỉ khi đẩy tiền vệ người Brazil sang Ả Rập, Quỷ đỏ mới mong thu về số tiền này. Anad sẵn sàng chi hơn 50 triệu bảng để thuyết phục Casemiro và ba lãnh đạo của MU. Con số thực sự giúp MU giải quyết nhiều vấn đề về chuyển nhượng. Đó là lý do MU hy vọng vụ đàm phán của Casemiro không thành, qua đó giúp họ thuận lợi trong việc bán anh cho Anad. Fabrizio Romano tiết lộ tương lai của Kobe Mino. là phát hiện của huấn luyện viên Erik ten Hag khi MU thiếu những lựa chọn ở tuyến giữa vào cuối năm năm 2023 do chấn thương. Ông đã trao cơ hội cho cầu thủ 19 tuổi này và Mano đã tận dụng tốt cơ hội. Anh liên tiếp chơi ấn tượng để ra sân thường xuyên cho MU ở giai đoạn lượt về. Cầu thủ người Anh chơi những trạng ở tuyến giữa, anh còn ghi những bàn thắng quan trọng. Sao trẻ này ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3 cho MU trước Tham Tơn ở ngoài Anh. Anh cũng ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Man đỏ trước Man City trong trận chung kết FA Cup. Với những màn trình diễn ấn tượng, Mano được cho là đang được Real Madrid và Bayern Munich quan tâm. Về phía MU, họ không muốn mất ngôi sao của mình. Họ đang thuyết phục cầu thủ này gia hạn. Và theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano. MU đã đưa việc gia hạn hợp đồng với Komi Mino trở thành ưu tiên hàng đầu. Ông nói, Mino là một tài sản quan trọng của MU và cậu ấy cũng đang rất hạnh phúc ở Old Trafford. Chúng tôi biết họ đang đàm phán một bản hợp đồng mới cho Komi Mino. Đó là một trong những nhiệm vụ của họ trong năm nay. Họ sẽ thúc đẩy điều đó trong những tháng tới. Với cá nhân Mino, cậu ấy là một tài năng chuyên nghiệp. Cậu ấy tập trung hoàn toàn vào việc thi đấu. Hiện Mano đang tập trung cho đội tuyển Anh thi đấu tại Euro năm 2024. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của ngôi sao trẻ đang khoác áo của Man United. Hai điều sơ clip hướng tới khi dự lại Erik ten Hag. Sergin <Sý> Takanip đã quyết định giữ lại Erik Ten Hag và đây là động thái cho thấy những điều mà ông hướng tới tại Manchester United. Giữ phong độ ổn định ở phòng thay đồ. Sau khi họp và thống nhất ra rất nhiều phương án khác nhau, đồng thời cân đo đong đếm những huấn luyện viên có thể ngồi chiếc ghế thuyền trưởng của Manchester United ở mùa giải tới. Sergin <Sý> Takanip và các cộng sự đã quyết định tiếp tục giữ lại Erik Ten Hag. Nói cách khác, Ten Hag thêm một lần được tuyển dụng ở MU sau quá trình thượng tầng câu lạc bộ xem xét những ứng cử viên tiềm năng. Theo truyền thông Anh, việc tập đoàn ino và Sir Jim Dagnip vẫn giữ Eric Ten được đánh giá như một động thái sát với thực tế có thể nhất. Bởi giai đoạn hiện tại, ngoài Thomas Tuchel, những ứng cử viên khác e rằng không ai phù hợp với sân vận động Old Trafford. Bản CV của Thomas Tuchel là đẹp nhất, nhưng vấn đề với ban lãnh đạo của đội bóng và những hiểm khích trong quá khứ với các công thần của các câu lạc bộ là điều đáng phải suy ngẫm. Do đó, Eric Ten Hag xứng đáng được cho thêm cơ hội, chỉ ít là hết hạn hợp đồng, đồng kèm điều khoản gia hạn thêm một năm nữa. Theo Jackson Boot, Ten Hag rất nhiều khả năng sẽ được gia hạn thêm 2 năm và như vậy, ông có thể thêm 3 năm làm công cuộc xây dựng và đưa u tiến lên phía trước. Thượng tầng Sir Jim Ratcliffe cho thấy họ muốn giữ sự ổn định ở phòng thay đồ của Manchester United. Hai năm qua, Ten Hag đã làm tốt công việc này và giờ đây tiếp tục phát huy mọi thứ sẽ tốt hơn là đạp đi xây lại toàn diện. Khi phòng thay đồ ổn định, Man United sẽ có hậu phương vững chắc để tiếp tục định hướng tới tương lai. Sancho và Rashford nợ Ten Hag lời xin lỗi. Hai ngôi sao tấn công người Anh đã mang về cảm giác thất vọng cho huấn luyện viên Erik ten Hag và các cổ động viên của Manchester United trong một mùa giải đầy biến động. Từ những án kỷ luật tại Manchester, mùa giải vừa qua chứng kiến những án phạt do Erik ten Hag đã dành cho các ngôi sao của Manchester United trước khi gia đình Sancho hay Marcus Rashford bị công khai trừng phạt. Sự ra đi của Ronaldo ở mùa giải trước là lời cảnh tỉnh cho bất kỳ cá nhân nào tại quỷ đỏ nếu không vì tập thể ten Hag để có thể mời họ rời khỏi đội một. Cá nhân Sancho đã bị trừng phạt vô thời hạn và phải sang Borussia Dortmund theo dạng cho mượn, đứng trước khả năng bị bán trong mùa hè này. Trong khi đó, Radford cũng từng bị Ten Hag cấm cửa về xuất hiện tại nơi ăn chơi, dù đó vẫn là toàn mẫu u thi đấu với lịch trình không hề nhẹ nhàng. Với Ten Hag, mọi cá nhân nhận lỗi để có cơ hội và Marcus Radford đã đạt được điều đó. Tuy nhiên, Sancho thể nhất quyết không gặp lại Erik Ten Hag sau sự cố diễn ra đầu mùa đến nay. Chắc chắn cả hai sẽ không thể gặp nhau thêm một lần nào, nào nữa bởi tập đoàn Eno và Sergio Zakanip sẽ quyết định ra bán cầu thủ người Anh. Bộ đôi Sancho và Radford là những người bạn thân, cả hai đều có sự nghiệp khó khăn và nhiều điều tiếng trong một năm qua. Cũng chính về điều này, cũng chính về điều này đối mặt với một kỳ Euro đầy hứa hẹn, số phận của cả hai đều bị bỏ lại trong một mùa giải mà kết quả của Man United biết bát, Sancho không có nhiều trách nhiệm do đã bị Erik ten Hag cấm thi đấu từ tháng 9 năm 2023. Trường hợp của Rashford thì là liên tiếp những màn trình diễn thiếu sức sống và vật vờ, mất suất tại Tam sư xem như bài học rất lớn. Thực tế kết quả này không quá khó đoán bởi những đấu trường lớn như Euro hay World Cup, các huấn luyện viên đều lựa chọn lực lượng tốt nhất và tinh nhuệ nhất trong tay. Sự vật vờ, thái độ thi đấu kém thuyết phục và không ổn định của cả Sancho và Rashford đã khiến họ phải trả giá. Từ đây mới thấy Erik ten Hag đã đúng khi trừng phạt Sancho nặng tay, đồng thời đưa ra những án kỷ luật dành cho Radford trong mùa giải 2023-2024 vì sự thiếu kỷ luật. Radford đã hối lỗi và được Erik ten Hag trao lại cơ hội, nhưng Sancho thì có vẻ đã vĩnh viễn rời xa khỏi Old Trafford. Cả Marcus Rashford và gia đình Sancho đều nợ Erik ten Hag một lời xin lỗi thật tâm sau mùa giải 2023-2024 khép lại. Họ đang là những hào thủ tấn công thuộc biên chế của Man United và đáng lý ra họ phải góp mặt trên đất Đức. Tuy nhiên, chính vì thái độ thiếu cầu tiến, cả hai đã đẩy không chỉ câu lạc bộ chủ quản mà chính bản thân mình và con đường tắm tối ngay cả khi không có được những sự lựa chọn tốt để bổ trợ cho hàng công của United, Radford và Sancho để không đạt tiêu chuẩn để huấn luyện viên Gareth Southgate điển tên đó là vấn đề mà cả hai phải nhìn nhận và tự vấn bản thân mình. Năm cầu thủ sẽ không vui khi Ten Hag ở lại MU trước trận chung kết FA Cup. Mọi dấu hiệu để cho thấy chiến lược gia người Hà Lan sẽ bị sát thải sau một mùa giải đang thất vọng với vị trí thứ 8 ở Ngoại Anh. Thế nhưng chiến thắng 2-1 trước Man City tại Wembley dường như đã thay đổi tất cả. Trong khi quyết định trên được ủng hộ bởi hầu hết các cầu thủ, thế năm cái tên sẽ không vui khi chứng kiến Ten Hag ở lại không chỉ bởi mối quan hệ cá nhân mà còn vì thời gian thi đấu ra sân của một số cầu thủ này sẽ bị ảnh hưởng lớn. Người đầu tiên cân nhắc rời MU sẽ là gia đình Sancho, mối quan hệ của ngôi sao người Anh với Ten Hag dường như không thể hàn gắn trong thời điểm này, thể hiện qua việc anh bị loại khỏi đội hình MU từ tháng 9 năm ngoái. Chừng nào Ten Hag còn là huấn luyện viên của MU dường như sẽ không còn chỗ cho gia đình Sancho trở về Old Trafford. Dù vậy, Sancho vẫn không phải quá lo no lắng về biến độ mới khi vừa có màn trình diễn ấn tượng tại Dortmund theo dạng cho mượn. Nếu Sancho rời MU, nhiều người hy vọng Amad sẽ được trao cơ hội đá chính với phong độ cao ở giai đoạn cuối mùa. Cầu thủ tấn công người bờ biển Nga đã có nhiều cơ hội ra sân hơn ở đội 1 nhưng dường như Ten Hag vẫn ưu tiên Anthony vì một lý do nào đó. Nếu ở lại, Ahmad có thể không được thường xuyên góp mặt trong danh sách thi đấu như cầu thủ này mong muốn, nên điều này có thể dẫn đến một quyết định bất ngờ từ Ahmad khi phiên chợ chuyển nhượng mùa hè mở cửa. Facundo Benetti là cái tên thứ ba chịu ảnh hưởng bởi việc Ten Hag ở này. Không chỉ đánh giá thấp cầu thủ người Uruguay mà Ten Hag còn quyết tâm bật đèn xanh để Benetti tìm biến đấu mới. Tiếp theo là thủ môn Atabendi, có lẽ thủ thành dự bị này đã phải tự hỏi vì sao Andre Nona vẫn giữ được vị trí chính thức bất chấp nhiều sai lầm tai hại. Bản thân thủ môn người Cameroon đã cũng phải thừa nhận rằng anh lo lắng cho vị trí trong đội hình chính sau khoảng thời gian phải phục vụ cho đội tuyển quốc gia tại cúp bóng đá châu Phi. Thế nhưng Ten Hag vẫn giữ niềm tin lớn với lựa chọn khung gỗ của mình và Andre Onana đã vượt qua được giai đoạn khó khăn để khẳng định chỗ đứng hiện tại. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng thủ môn 26 tuổi người thủ nhĩ kỳ có thể sẽ phải ra đi. Khi anh thậm chí không được sử dụng trong các giải đấu cúp, Atay chắc chắn sẽ phải hỏi liệu chuyển đến Old Trafford có phải là quyết định đúng đắn trong sự nghiệp của mình. Cuối cùng, việc Ten Hag tiếp tục ở lại MU sẽ là thảm họa với Christian Eriksen, tiền vệ người Đan Mạch đánh mất vị trí chính thức sau sự xuất hiện của Kobe Mainoo và có vẻ như Eriksen sẽ rất khó lấy lại vị trí chính thức dưới thời Erik Ten Hag. Eriksen từng bày tỏ sự thất vọng về không được ra sân nhiều trong mùa giải vừa qua và sẽ cân nhắc các lựa chọn khác khi sự nghiệp thi đấu của anh bắt đầu đi tới hồi kết. Có lẽ trở lại Brentford dưới thời Thomas Frank sẽ là ưu tiên hàng đầu với ngôi sao 32 tuổi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!